quan làm tiệc đầy tháng linh đình khi cặp đôi vừa xuất viện. Sáng nay ngày 7 tháng 1, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn đã tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp đôi song sinh Kaka và Muội Muội. Trên trang cá nhân, Thanh Đoàn chia sẻ: "Ngày vui ngập tràn niềm vui, Kaka Muội Muội đầy tháng mú vùi trong tay, đầm ấm tụ họp hôm nay, đồ ăn tôm tất trưng bày ngon ngon, cả nhà rơm rã chúc con, mau ăn chóng lớn no tròn ngoan ngoan, hạnh phúc tương lai vẹn tròn, đẹp trai xinh gái vẹn toàn vì sao, ăn no ngủ kỹ ngày ngày lớn khôn." Bác sĩ cho Muội Muội về nhà cúng đầy tháng, cả nhà tất bật trong bệnh viện lo cho Muội Muội và không chuẩn bị được gì. Mai có cô Trúc Giao lo cho chu đáo, hai cháu có mâm cúng lung linh. Không còn giấu mặt con, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn đã khoe diện mạo của cặp đôi song sinh. Cả hai giống bố y đúc, nhóc tỳ ca ca được diện áo sơ mi cực dễ thương, cô bé Muội Muội là điệu đà đầm chấm bi xinh xắn. Dù là tiệc được tổ chức tại gia nhưng mâm đĩa cúng được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng và thịnh soạn. Sau việc chúc mừng đầy tháng hai con song sinh của nam diễn viên Kha Ly, chúc mừng đầy tháng Kha Kha và Muội Muội, chúc hai con khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn. Hồ Bích Trâm chúc mừng hai con yêu yêu. Được biết, cách đây vài ngày, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn đã lo sốt sắng vì hai con nhập viện để điều trị. Cặp đôi đã túc trực ngày đêm trong bệnh viện để lo lắng chăm sóc cho hai nhóc tỳ. Và đến nay, hai bé đã hoàn toàn khỏe mạnh.